Xin chào mọi người, rất vui vì gặp lại mọi người trong video mới này. Mình là bên cửa hàng đồ nghề Minh Anh ha. Thì tuần này là tuần cuối cùng bên shop còn hoạt động rồi ha mọi người ha. Hoạt động trong năm 2023. Thì khoảng một tuần, hơn một tuần nữa là Tết rồi ha mọi người. Hơn một tuần nữa là Tết thôi. Thì có thể clip này là clip cuối cùng trong năm nay mình quay. Đó thì cái lịch thông báo nghỉ Tết thì mình cũng gắn ở đầu video rồi. Mọi người có thể coi và xem ha. Thì sẵn đây thì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mình thông báo lại cho mọi người một lần chót là chương trình là đơn 500.000. Mọi người sẽ được tặng một món bất kỳ dưới 50, và khi mọi người mua đơn 1 triệu sẽ được tặng hai món bất kỳ dưới 50 ha. Thì giá này chưa bao gồm phí ship. Còn nếu mà ai không thích tặng đồ gì đó, mọi người không biết lựa chọn thì thôi, tốt nhất mình cứ bao ship đi ha, cứ bao ship tận nơi mình sẽ được miễn phí ship. Chi tiết thì mọi người liên hệ đến số điện thoại 0933 729 380 ha mọi người. Hôm nay thì có gì mình quay nấy ha. Tại clip cuối cùng rồi thì mình cũng gom một số món vô mình quay một thẻ luôn. Thì cửa hàng mình hiện tại là còn gì mình quay nấy. Đó, có một số giảm giá, có một số thì hàng mới, thì bây giờ mọi người cùng đón xem giúp mình ha. Trước khi đi vào video thì xin cô chú các bác cho bên shop một nút like hộ kênh mọi người ha, để shop phát triển hơn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ quay về cái mục chuyên mục là gieo kéo mọi người. Thì gieo kéo bên shop hiện tại là mình trưng bao nhiêu mẫu, là chỉ còn những mẫu này thôi mọi người ha. Đó, kéo này, kéo cắt cành này, kéo bonsai này, kéo làm bếp này. Đó thì mọi người cũng biết là cuối năm thì bà con ai ai cũng thu hồi vốn hết, thành ra là không có ai mà bung ra để nhập hàng nữa mọi người ha. Nên là hiện tại thì bên shop mình còn gì thì bán nấy. Chẳng hạn như là còn kéo bếp đa năng này này, nó còn gì bán nấy ha. Kéo bếp cao cấp này, đó. Rồi cái bếp Dino này, cái này 65.000 một cái thôi ha mọi người. Rồi 65.000 là cây kéo Dino này, thép SK5 này, kéo bếp, một cây kéo bếp bình thường ha, thân kim loại ha mọi người. 65.000. Ở trên đây thì một cây kéo bếp đa năng. Cho Tết nhất mọi người cắt lá gói ghém làm bánh trưng này nọ. Giá 74.000, gồm có kẹp càng cua, khui bia, kẹo vẩy cá phần bên này, và một phần quan trọng nhất là phần cắt ha mọi người ha. 74.000. Còn kéo này là một cây kéo bếp chỉ có chức năng cắt thôi ha mọi người, nhưng mà chất lượng nó thì gọi là cao nhất, cao cấp nhất trong các kéo bếp mình bên mình bán. Nó giá 90.000 ha. Khi mà mọi người cầm hai thằng trên tay mọi người mới biết chất lượng của nó ha. Mọi người mới biết thằng này cái cách cầm nắm sử dụng nó đầm như nào. Hàng này thân đều phun kim loại hết ha mọi người. Mình không có bán kén nhựa đâu. Rồi bên dưới đây, tên nhất cho các chú bác mình cắt gà, cắt vịt này. Con này thì nhiều các chú bác phải nánh lại tích cực ha mọi người, kêu là cái phần rãnh này này để kê cái chân gà hay là cổ gà, cánh gà vô cắt cái bụp, cắt cái rụp cũng ngon lắm. Đó. 99.000 một cây ha mọi người ha, chiều dài là 2,5 tấc. Đó. Chiều dài 2,5 tấc là thép USU này. Thân phun kim loại từ trên xuống dưới luôn. Đó. Kim loại thép chống rỉ ha mọi người ha. Đó, kéo thì hiện tại thì bên mình chỉ còn mấy loại này thôi ha mọi người ha. Còn mấy loại khác như là kéo bếp kén vàng hay là kéo mấy cái kéo gỗ hay kéo gà gỗ này thì mình hết hàng rồi, còn gì bán nấy thôi mọi người. Đó, mấy kéo này thật sự cũng rất ngon lắm. Thật sự thì mọi người mua về thì mọi người làm đồ bếp, đồ Tết trong nhà thì cũng rất là ok. Đó. Rồi bên dưới đây thì mình có vài mẫu gieo. Mẫu gieo thì hiện tại mình có 8 mẫu cơ, nhưng mà bây giờ thì nó cũng còn có 3 mẫu thôi. Như là con này là gieo chặt xương này, chặt xương như là xương ống, xương đùi nó mọi người, xương ống đó, thì mọi người sắm con này ha. Con này trọng lượng của nó là gần 2 kg. Con này là cái gieo thì bên mình gọi là gieo rìu ha mọi người. Tại cái form của nó giống cái rìu. Đó, cái bền của nó cũng khá là dày. Đó, bền nó phải lên đến 1 phân. Đó, phải lên đến hơn 10 ly, 10 ly đến hơn 10 ly. Cái mặt cắt mặt chặt được của nó thì khoảng là 15 đến 18. Đó. 15 18 có một lỗ treo gieo cho mọi người này. Cái này cán gỗ ha. Cái này thì là cái gieo nguyên khối ha mọi người, họ đúc vào cán gỗ rồi. Đó, 301 một cây. Trên đây thì họ có khắc là gieo mấy cái này như là cái vết rỗ này, nhìn hay hay ha. Gieo thì dày bén, con này thì chuyên để chặt ha mọi người. Đó. Còn con này thì thái hoặc là cắt trái cây này, thái hoặc là cắt trái cây đây. Con này thì kén gỗ luôn, chiều dài khoảng chiều dài lưỡi khoảng 1,5 tấc. Đó. Chiều dài tổng thể khoảng 2,2 tấc. Con này thì 70 ha mọi người. Đó, còn con này thì gieo chuyên gọt trái cây mùa Tết đây. Khách đến nhà không chè thì bánh, không bánh thì có trái cây mọi người ha. Dưa hấu rồi này nọ, lê, táo, đào. Đó, con này thì chuyên là mọi người gọt trái cây đây. Một cây này có 45.000 thôi mọi người ơi. Đó, một cây có 45.000 nè. Khá là bén nè.
sờ và cũng sợ tay. À, mũi mũi nhọn thôi mọi người. À, mình không có tay mình tháo cái này ra. Rồi, cái này thì 45 ngàn một cây ha mọi người ha. À, trên đây này. Trên đây thì có một số đồ tỉa cành, tỉa lá bonsai mọi người này. À, Tết nhất thì trước sân thì gọn gàng, cũng phải là trước trước tiên là phải cây kiểng cảnh trước mọi người ha. Đó, cho cây gọn gàng thì nhà mới đẹp đẽ được. Đây thì mình có hai mẫu. Hai mẫu này là hai anh em sinh đôi. À, thằng này thằng anh này, em này là đầu đa năng thẳng, đa năng tỉa cành thẳng, này đa năng tỉa cành đầu xéo lắm mọi người này. Từ cái thân xuống đây nó giống nhau, từ cái lưỡi đổ lên nó khác nhau, thằng thẳng thằng xéo ha. Mà hai thằng đều đồng giá 49 ngàn. Mọi người coi mọi người cái thế cắt mọi người thích như nào thì mọi người xài cái loại đó ha. Thì nó có cái lò xo này mọi người, lò xo con sâu này, nó bóp rô nhả ra, nó tự động nhả ra cho mọi người ha. Mọi người không phải nhả ra như là một cái kìm cắt, thì hầu như là kìm kéo cắt cành nào thì nó cũng có lò xo rồi, là đương nhiên. Chốt khóa bên dưới này mọi người ha. Tay cầm bằng nhựa, trên đây là bằng thép. Thép thì thép SK5. Đó. Cái lưỡi đây, đó, lưỡi đây. Ok ha, con này đồng giá 49 ngàn. Mọi người tùy mỏ thằng một xíu mọi người mua. Bên này thì có một thằng này là mình đã từng xài qua, này thì chuyên cắt các cành nhỏ đó. Mỏ này mỏ nó ngắn và nó có một cái rãnh cho đây cho mọi người kê vô cắt những cái cành nhỏ như đốt ngón út, rất là ngon ha. Đó, như mọi người muốn tỉa bớt cây này nọ mọi người tỉa thì mọi người kê vô đây đó, nhà mọi người mấy cây mà bé 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 vậy đó, kê vô chốt khóa ngay đây này. Đó, có lò xo đây luôn ha mọi người, hoặc là mọi người có thể tỉa dăm trên đây này, tỉa dăm tỉa lá hư đó. Cây 50 ngàn. Ở bên này thì mình có một cây cắt cành chợ, cắt cành bình thường. Cắt cành loại này thì nó sẽ cắt được những cái cành to hơn là những cái kéo như vậy mọi người ha. Đó, cắt cành to hơn được những cái kéo như vậy. Con này thì là 64 ngàn đó mọi người, 64 ngàn. Tặng kèm mọi người thêm một lò xo đây. Con này thì chưa có trợ lực đâu. Khoan, con này chưa có trợ lực đâu. Còn mọi người muốn trợ lực mà cắt cành to hơn như đốt ngón cái mình đó, như đốt ngón cái mà không cảm bị thấy bị đằng tay đó. Như chiều đến mọi người ra vườn, sáng ra mọi người ra vườn, mọi người cắt khoảng mười mấy hai mươi mấy cây thì tay mình cũng đau đúng không? Nói thì cái này thì nó sẽ trợ lực cho mọi người. Mọi người cắt thì nó sẽ nhẹ hơn. Lưỡi thép là lưỡi thép SK5. Lưỡi thép này thì cực kỳ là bén đó, và chống đỉa sét và bền theo năm tháng. Nói thế thôi nhưng mà của bền tại người ha mọi người ha. Ai xài xong thì ai biết giữ gìn thì cũng phải là lau sạch sẽ đi là đầu tiên. Sau đó là ai kỹ hơn đó thì che lớp dầu cho nó ha. Che lớp dầu dầu máy. Đó, dầu máy để mình bảo vệ cho cái lưỡi nó sẽ bén, nó sẽ bóng, nó sẽ không bị rỉ sét ha. Tại vì nhựa bám vô thì lâu ngày nó cũng bị xuống cấp thôi ha mọi người. 101 một cây này. Đó, cái cùm trợ lực đó mọi người này, nó cùm trợ lực vắt từ đây qua này. Tặng kèm một lò xo luôn. Đó, 101, con này hai này là hai anh em. Thằng tím với thằng vàng là hai anh em đồng giá luôn, nó chỉ khác nhau khác cái màu á mọi người. Khác nhau cái màu thôi ha. Còn lại thì có trợ lực này thì mọi người cắt không lo là bị mỏi tay rồi. Đây, cái cùm đây, cái này là cái khóa. Rồi bên này thì mình có hai thằng tỉa tỉa dăm, tỉa bonsai, cắt trái cây, hay là mọi người muốn cắt kiểng, cắt cành gì cũng được, nhưng mà gọi là cắt cành thì là gọi là cành bé. Thằng này 41 ngàn là mọi người này, để mọi người 40 luôn, 41 ngàn. Cái này thì cái mỏ nó dài mọi người ha, mỏ dài, nếu mà cái phạm vi cắt của nó mình nghĩ khoảng được 7 phân. Phải mới cắt nó khoảng 7 7 đến 8 phân. Đó, mọi người có thể luồn sâu vô cái cây này mọi người. Đó, mũi cũng khá là nhọn ha mọi người. Mũi này khá là nhọn. Chiều dài tổng thể của nó khoảng 2 tấc ha mọi người. Chiều dài tổng thể nó khoảng 2 tấc. Trên đây thì họ có minh họa là cắt trái cây này, nhưng mà mọi người muốn về thì muốn cắt tỉa cành, tỉa dăm, tỉa trái cây, cắt trái cây gì cũng được ha. Đó, chốt khóe bên dưới đây là so chữ V. Bên này thì là một cây thân phun kim loại từ đầu đến đít luôn. Đó, 74.000 mình đang thanh lý còn 60 này. Lấy sao thành lý 60 ha. Con này thì lò xo con sâu, thân phun kim loại, tay bọc cao su, cái chốt khóa cũng là cái dây cao su đèn hồi luôn. Đó, cái này thì phạm vi cắt của nó lưỡi khoảng 5 phân thôi mọi người ha, khoảng 5 phân, giá 60. Rồi, tiếp theo mình đến bên phần cưa ha mọi người ha. Rồi, cưa kéo đây, kéo tỉa hàng rào, tỉa hàng rào cây đây. Thì mình có một cây này. À, giá mềm, cực kỳ mềm mọi người ha. Này thì nó có thể có hai chế độ. À, mọi người muốn để cho cái tay nó ngắn thì mọi người để xoáy ra, mọi người nhấc lên, sau đó mọi người xoáy lại là như mình này. Đây, mình siết lại ha. Đây, mình không có thế. Bây giờ mọi người
cứ siết ngược chiều kim đồng hồ đó, siết ngược chiều kim đồng hồ lại là nó khóe, còn siết siết cùng chiều kim đồng hồ là nó khóe, còn siết ngược chiều kim đồng hồ là nó mở ra. Mọi người kéo xuống, kéo xuống, sau đó mọi người siết cùng chiều kim đồng hồ lại là nó sẽ cứng ngắc lại mọi người ha, tại vì mình không có thế, mình không có tay để mình giữ. Đây này, chiều dài tổng của nó thì để mình ướm ướm cho mọi người thôi ha. Một gam của mình là khoảng 2 tấc. Rồi, nó khoảng rơi vào 60 70 mọi người ha, rơi vào khoảng 70 là chiều dài dài nhất của nó. Chiều dài dài nhất ha, rơi vào khoảng 70. Còn chiều dài ngắn nhất của nó thì để mình thử luôn xem. Đó. Chiều dài ngắn nhất này một gam mình khoảng 20 này. Rồi, chiều dài ngắn nhất là khoảng 30 hơn ha mọi người. Khoảng 30 hơn, tại vì một gam mình là hơn 20 chút. Khoảng 30, cái này khoảng 35 luôn đấy. Đấy, khoảng 35 luôn đấy mọi người. Rồi, dài nhất là khoảng 35. Dài nhất là khoảng là 75 và ngắn nhất là khoảng 35 ha mọi người. Đó, mọi người có thể vặn hai tay lại ngắn như vậy hoặc là có thể trô hai tay ra dài như kia ha mọi người. Đó, một cây này mình để mọi người có 120 à. Cái ngèm mở của nó cũng khá là to cho mọi người có thể vẹt được cắt được cái phạm vi rộng. Đó. Rồi coi này. Hầu như là tối đa luôn ha mọi người ha, hầu như là tối đa luôn. Đó, rất là to luôn. Rất là to. Mình nghĩ phải đến 30 đó. Mà tối đa phải 30 đó, rất là to ha mọi người ha. Cứ thế mọi người cắt thôi. Đó, cứ thế mọi người cắt thôi ha. Không xài nữa thì mọi người thu lên trô lại, giá 120 một cây. Tết đến rồi thì nhà cửa phải gọn gàng đúng không? Đó, cây cảnh kiểng thì cây mà mọi người trồng là đem hàng rào đó thì đó, mọi người mua cái này về tỉa quá là ok, giá 120.000 thôi mọi người ha. Rồi thì có kéo rồi phải có cưa phải không mọi người? Cưa thì bên mình có mấy mẫu đây. Cưa này thì giá 66.000, gọi là một cây cưa gấp thôi mọi người. Khi mọi người xài thì mọi người bóp cái này nè, bóp cái ngèm này nè, sau đó mọi người bửa nó đây, mọi người cho nó ra, không xài nó mọi người bóp cái này, mọi người gập nó vô. Đó, giá 66.000. Con này thì cái lưỡi nó không thì dài 2 tấc 7 ha mọi người ha. Thêm cái này 2 tấc 7 nó rơi khoảng ngoài 5 tấc. Đó, con này nếu mà dài hết cỡ thì mình nghĩ phải 6 tấc. Đó. Gập lại thì gọn gàng thôi, gập lại thì khoảng 30 thôi mọi người. Gập lại khoảng 3 tấc thôi. Còn khi mà gập ra thì nó tới gần 6 tấc. Đó. Cái lưỡi nó là lưỡi dạng như vậy này. Đó, cái lưỡi nó dạng như vậy ha mọi người. Đó, cái lưỡi. Lưỡi này thì cơ cấu cây oxy nó làm nó gọi là lưỡi này nó tự động ăn vô cây ha mọi người. Nó sẽ khiến cho mình cắt nó bị ngọt, nó đỡ khựng hơn. Cơ cấu tự động ăn. Giá 66.000 một cây. Cái phần này là phần cao su ha mọi người ha. Có mấy cái họ làm cho mấy cái đường vằn này này cho mình cầm vô đỡ bị trơn tay. Bên này thì cơ có vỏ bọc này mọi người này. Một cây cơ thẳng có vỏ bọc. Thì bên dưới đây. Đó, cây cơ bên dưới đây. Cây này thì hai cây. Bên này là cưa vỏ bọc thẳng. Bên này là cưa vỏ bọc luôn nhưng mà nó là dạng cong mọi người. Thằng này cong, đồng giá là 90. Chiều dài như nhau, chiều dài là mình nhớ không nhầm thì là 350. Đó, mình nhớ không nhầm là vậy. À không, con này phải hơn đấy. Con này phải tới 40-50 đấy. Đó, 40-50. Đấy, mọi người thích cây thẳng thì mọi người xài cây thẳng. Mọi người thích cây cong, mọi người xài cây cong. Đặc biệt là cây này có thể thay được lưỡi ha mọi người ha. Thay được lưỡi, lưỡi thì mình bén kèm đây, 65.000 một lưỡi. Nhưng mà mình chỉ bén cái lưỡi thẳng thôi mọi người ha. Cái lưỡi nó không thì là 350 rồi. Thêm cái kén này nữa khoảng 20 nữa là 550 mọi người ha. Đó. Cái này thì là dạng cong. Dạng cong thì khi nào mọi người xài xong cùn mọi người mà mài mà không được thì thôi. Mọi người mua cái lưỡi khác nhưng mà bên mình chỉ có lưỡi thẳng thôi. Bên mình hết lưỡi cong rồi ha mọi người. Đó, đồng giá là 90.000. Thằng này thẳng đây. Thẳng nó sẽ như vậy. Đó. Thẳng sẽ như vậy. Cái thay lưỡi thì mọi người chỉ cần bửa cái này lên thôi ha. Thì lưỡi nó sẽ tự động tháo ra mọi người. Đấy, giá 90, đồng giá. Đây, một cây cơ lách đây. Cơ lách mini. Chuyên để mọi người làm đồ bonsai. Đó, nhỏ xíu vậy thôi ha. Đó, nhỏ xíu và ngắn vậy thôi. Đó. Cây này thì mình bén 35.000 ha mọi người. Cái cơ cấu lưỡi của nó thì cũng như vậy luôn. Đó, cơ cấu lưỡi thì nó cũng dạng làm cho mình tự động mấu vô cây. Đó, tự động nó mấu vô cây. Mình cưa vài cái là tự động nó theo, nó ăn luôn này. Mọi người không phải đi lực quá mạnh. Rồi bên này một cây cưa lá 4 tấc rưỡi, giá 60. Đó, một cây cưa lá. Cưa lá thì đương nhiên là mỏng rồi mọi người ha. Đó. Chiều dài của lưỡi là 4 tấc rưỡi này, chưa tính tay này. Đó. 60.000 ha mọi người ha. Đó, một cây cưa lá.
Rồi một cây cưa vừa cưa sắt vừa cưa gỗ đây, 169.000. Nó có thể tháo ra, mình thay lưỡi mình đèo ngược lại này. Lưỡi thì họ tặng kèm cho mình là bên dưới là lưỡi cắt gỗ đây, bên trên là lưỡi cắt sắt, và họ tặng kèm thêm một cây cắt sắt đi kèm. Bên dưới đây là một cây cưa sắt truyền thống. Cưa sắt này thì hầu như là nhà của chú bác hồi xưa ám có một cây rồi. Đó, cây này là cây gọi là cây cưa sắt phổ thông này. Đó, hồi xưa hầu như nhà ám có một cây. Này có một 55.000 thôi một cây thôi mọi người ha. Thân phun kim loại từ đầu đến đít luôn. Đó, phun kim loại luôn. Con này cũng thân phun kim loại ha mọi người. Mình quên nói. Đó, từ đầu đến đít luôn. Đây thì có gắn cây cưa sắt này mọi người này. Đó, 55.000 một cây như vậy thôi. Đó. Nặng, đầm, cứng kép ha mọi người ha. Nó không có mỏng là eo mọp đâu. Nhìn nó dày lắm, họ làm dày lắm. Rồi, đây thì mình có hai cây cưa móc. Cưa móc một móc và cưa móc hai móc. Một móc thì mình bán giá 85.000 và cưa hai móc mình bán giá là 115.000. Cưa một móc tức là trên đây có một đầu móc này, một đầu lưỡi móc cho mọi người cưa gần đứt, sau đó mọi người giật luôn. Đó. À, chiều dài con này thì nó rơi vào khoảng 6 tấc ha mọi người, từ đầu đến từ chuôi cho đến lưỡi luôn. Con này cũng 6 tấc luôn này. Con này thì hai móc, một móc đầu ở đây và một móc cuối ngay dưới cuối lưỡi đây. Đó, giá 115.000. Cái này ưu điểm của nó hay cái là mọi người về nhà mọi người có cây tre khô đó, mọi người có thể bắt vô cái lỗ này này. Sau đó mọi người bắt vít ngang qua, họ có làm sẵn lỗ vít cho mình này, bắt ngang qua ha. Đó, nhét vô. Nhà mọi người cây dừa cao 3-4 mét thì mọi người cứ làm một cái cây tre cao 3-4 mét mọi người luồn vô ha, sau đó quen cái lỗ lại bắt là mọi người cứ cưa trên keo. Sau đó mọi người giật dừa, các khách đến nhà mình mời Tết ha. Quá là ok luôn. Rồi. Rồi thôi, keo đi mọi người ơi. Đấy keo đây. Mình hiện tại thì có hai loại keo còn lại là keo chuyên dán đồ da này, đồ nhựa này, đồ gỗ này, hoặc là chuyên nhất của nó là đồ giày, đồ thắt lưng này nọ ha mọi người. Thì đây hiện tại mình đang giới thiệu cho mọi người là hai tiếp keo T7000 với T8000. Cái này thì mọi người về có thể dán giày dép, dán đồ da, nó như là mình vừa nói ở trên đó, dán đồng hồ da hay là những cái đồ mà đó thì nó chức năng nó giống như là một cái lọ keo con chó ở bên ném mọi người, keo rồng vàng, loại keo con chó đó. Đó. Nhưng mà thằng này thì nó xịn hơn, nó lực hít là nó cái keo nó ăn ngọt hơn, keo nó ăn chắc hơn mọi người ha. Keo nó ăn chắc hơn thằng keo con chó gấp 3 lần. Đó. Thì đây, keo T7000 thì cái tiếp keo nó màu đen ha mọi người. Cái chất keo nó cũng màu đen, và keo T8000 thì chất keo nó là màu trắng trong ha mọi người. Thì hai thằng này cái độ kết dính của nó y như nhau, nó khác nhau cái là khác nhau cái màu sắc thôi nha mọi người. Thì ví dụ các chú bác mình thích màu đen đó, mình dán đồ giày đồ da màu đen thì mình xài T7000. Còn các chú bác mình dán đồ vật liệu mà nó dễ lộ như là những cái đồ giày mà màu trắng thì mình có thể đây T8000 ha mọi người ha. Thằng này cũng có thể dán đồ mũ, đồ gỗ, đồ nhôm được ha mọi người ha, ngoài đồ da ra. Thì Tết nhất đến rồi, nhà chú bác mình có đồ thắt lưng da nó bị bong chóc, hay là đồng hồ, hay là bất kể đôi giày, hay là đôi giày nó bị hé mồm đó. Thật sự ra thì có nhiều đôi giày thật sự luôn là đi còn mới lắm, còn mới còn ngon đàng hoàng luôn. Nhưng mà vì một lý do nào đấy mình đi hơi bị lỡ thì nó bị hé mồm ra, thì mọi người có thể mua cái này về mọi người dán ha. Chứ mọi người mất công phí tiền đi mua đôi giày khác đó. Mất công phí tiền bỏ ra mấy trăm ngàn triệu đi mua đôi giày khác nó hơi phí ha. Đây mình có tiếp keo này về mọi người cứ dán, sau đó mọi người để khoảng 3-5 tiếng mọi người đè vật nặng lên một cái vật cái đó mọi người dán lên da đúng không, mọi người dán xong mọi người đè vật nặng lên là xong xuôi, bóc không ra mọi người ha. Đó, T7000 với T8000 thì tiếp của nó là tiếp 110 mm, mình bán với giá là 60.000 một tiếp ha mọi người. Đó, 60.000 một tiếp. Còn mọi người muốn mua tiếp bé thì mình vẫn có luôn, tiếp bé thì hiện tại là T7000 mình còn, nhưng mà T8000 mình hết rồi. 7000 thì 15 mm, giá là 25.000 một tiếp ha mọi người. Cái này thì xài một lần là xong là thôi luôn đấy. Tức là nhu cầu của chú bác mình không có dán nhiều, dán mua cái này thì hơi phí đúng không. Ở đây mình có cái tip này thì hiện tại mình còn tip T7000 thôi. Rồi trên đây thì mình có keo 4M này, keo 3M này. Đó, keo 3M chuyên dán đồ đẹp tranh ảnh, kệ, hay là mấy cái đồ mà để đựng bàn chải, đang đựng ly, đựng cốc này nọ đó. 40.000 cái keo 3M. Trước khi mọi người dán, mọi người nên làm sạch bề mặt đó đi và nên làm khô bề mặt dán đi ha. Sau đó mọi người dán lên, mọi người đè lên, mọi người miết ra cái vật mọi người dán cỡ khoảng 30 giây. Mình đảm bảo luôn, nó đã dính là nó dính, khi nào mọi người muốn bóc ra nó mới rớt được.
Còn khi mà mọi người lau chưa sạch bề mặt đâu, nó còn bụi hoặc là nó còn ướt, còn ẩm như nọ đó, thì mọi người rén thì nó khoảng mấy tiếng sau sẽ bung ha. Nhưng mà mình cam kết luôn, nếu mà đã rén được rồi là đến khi 5, 7 năm, 10 năm mọi người bóc ra nó mới bung ha. Đến khi nào mọi người bóc ra nó mới bung, còn đã rén dính rồi là không bao giờ đốt được. Con này là ba em, kêu ba em, bản là bản 1 phân này, bản 1 phân này, chiều dài là 3 mét, giá 20 ngàn. Keo này là keo 2 mặt ha mọi người, keo 2 mặt. Còn con này là bản 3 phân, chiều dài 3 mét, giá 40 ngàn ha mọi người, giá 40 ngàn. Rồi, tiếp theo đi mọi người. Tiếp theo thì mình sang cái keo thủy tinh. Keo thủy tinh hiện tại mình còn nhiều là keo thủy tinh 2 mặt ha mọi người. Thủy tinh 2 mặt cho mọi người. Mọi người dán những cái vật mà nó cần độ đàn hồi, cần độ cứng nhất định đó. Con này thì 2 mặt đây, bản 3 phân, chiều dài là 5m, giá 28.000 ha. Đó, mình chỉ còn cái loại bản này thôi. Còn đây là keo thủy tinh này thì mình còn số lượng ít thôi mọi người ha. Con này thì là keo thủy tinh 1 mặt, bản là bản 2 phân, chiều dài là chiều dài 25m. Đó, sợi thủy tinh này thì mọi người chỉ có lấy kéo, mọi người chỉ có lấy kéo mọi người cắt mới được thôi, chứ mọi người lấy răng mọi người xé hoặc là mọi người lấy tay mọi người xé thì mình cam kết luôn nó không bao giờ được đâu mọi người, không bao giờ được đâu. Đó, này thì sợi thủy tinh nó cứng lắm, chiều dài là 25m này, giá 40.000 này mọi người. Còn đây, cái này thì gọi là keo màu hổ phách. Keo này keo chịu nhiệt, polymer chịu nhiệt cho các anh mình dán đầu pin, dán cell, dán đồ pin này nọ. Bản 3 phân này, chiều dài là 33m, giá 40.000 thôi. Còn băng keo này là băng keo vải, cách nhiệt và chống cháy á mọi người. Bản 1/9, giá là 30, chiều dài là 15m. Con này cũng là bản, con này cũng chiều dài 15m luôn, nhưng mà bản nó là bản bản 2/2 ha mọi người. Con này giá là 40, 30. Con này thì mọi người có thể quấn vô dây ống đồng, ống đồng máy lạnh hoặc là đồ dây máy lạnh mà nó bị hở, mọi người muốn có thể quấn lại ha. Hoặc là bất kể các thứ gì dây điện này nọ mọi người cần chịu nhiệt thì con này có thể đáp ứng được cho mọi người ha. Băng keo vải đó, 30 và 40 cho bản bản 2 phân và 2/2, 2/2 cho mọi người, 2/2, 1/9 và 2/2. Chiều dài đồng là 15m. Rồi, tiếp theo đây thì mình có co nhiệt đây, co nhiệt 164 ống là 20.000. Thì nó gồm 8 loại khác nhau mọi người ha, 8 các kích cỡ khác nhau, từ nhỏ như cái kim cho đến lớn như là một cái ống mút hoặc là lớn hơn thì đều có ha mọi người ha. Đó, 164 đầu giá 20.000 thôi, quá là rẻ luôn. Rồi, hàng mới đây mọi người, hàng mới trên đây đây. Đây, hàng mới, 4 cây bút kẻ vạch đánh dấu cho mọi người đây. Đây, đầu tiên thì mình sẽ xé bất kỳ ngẫu nhiên một cây bút nào đấy ha, như lấy cái cây này đi. Đây, cây này thì bây giờ bên Trung Quốc họ làm hay ấy, mọi người ơi. Cây này thì anh em mình thấy hai ngành nghề khác nhau họ sử dụng. Đó là ngành nghề thứ nhất là ngành nghề mộc cơ khí thì họ sử dụng cây này là đúng rồi, đương nhiên rồi. Đó, ngành nghề thứ hai thì mình thấy đó là ngành nghề nghệ thuật mọi người ha, như mỹ thuật này, như là xâm hình này, đó họ xài cây này là nhiều. Đó, họ có thể vẽ trên da hoặc là vẽ trên giấy đó, hoặc là mọi người có thể đánh trên đồ gỗ, đồ mộc, đồ sắt mọi người ha. Thì cái này cái ngòi của nó trô ra dài như vậy mọi người này, nó không có xét cái kén bút đâu, ngòi nó trô dài ra như vậy, trô ra dài khoảng 3 đến 5 phân. Sau đó họ sẽ để một cái đầu lông đây cho mình, đầu lông này hiện tại mình đang để là đầu lông đỏ đó, mọi người có thể coi đây đó. Ok mọi người ha, đó đầu lông đỏ cho mọi người vạch này. Cái này thì ưu điểm của nó mình thấy trước mắt luôn, đó là khi mọi người đánh dấu gỗ trong một cái lỗ mà lỗ sâu như vậy, mọi người kê lên, mọi người muốn đánh dấu bên trong như vậy đúng không, ở bên trong như vậy thì mọi người nhét cái đầu bút lông kia vô thì nó hơi bị kẹt đó, tại vì cái đầu lông nó xét với cả cái thành bút như vậy thì nhét xuống cái lỗ thì nó sẽ bị kẹt là đương nhiên rồi. Đây thì họ thiết kế cho mình, họ đánh bắt được tâm lý luôn, thì cái này mình cảm thấy là rất là ok, xài trong cơ khí, trong đồ mộc gỗ rất là ok. Đó, họ già là như vậy thì khi mà mình luồn xuống cái lỗ như vậy này, đó, mình luồn xuống một cái lỗ như vậy thì nó vẫn có một khoảng dư cho mình làm ha mọi người ha. Đó, một khoảng dư mọi người làm, thậm chí là mọi người thể nhét được xuống đây luôn. Đó, nhiều khi lỗ to thì cái thân này nó bé này, mọi người có thể nhét được xuống đây ha. Mọi người đánh dấu, mọi người vạch lại cho mình là ok. Thì cái chất mực này thì nó bám lên thì nó cũng khó ra mọi người ha. Mọi người để khoảng 5 giây bám lên cũng khá là khó ra đấy. Đó, khá là khó ra đấy. Ok.
con này bút lông đỏ này mọi người này, bút lông đỏ đây, có nắp đàng hoàng luôn đó. Giá con này là 10.000 một cây ha mọi người, đồng giá là 10.000 một cây. Mọi người mua bút lông đỏ, bút lông xanh hay bút lông đen đều là đồng giá 10.000 một cây thôi đó. Đây, bên mình hiện tại có bút lông đen, bút lông đỏ và bút lông xanh. Xanh thì màu xanh mọi người đều biết rồi ha. Còn ở đây thì có một cây bút lông kẻ vạch màu trắng ha mọi người ha, cũng 10.000 một cây luôn. Rồi bây giờ thì mình xin báo giá là 10.000 một cây đồng giá, combo 4 cây mọi người sẽ được giảm còn 35.000 đó mọi người ha. Nhắc lại là combo 4 cây trắng xanh vàng đỏ, trắng xanh đỏ đen 4 cây là sẽ giảm xuống còn 35.000 đó mọi người, 35.000 cho 4 cây. Rồi bên này thì mình cũng có bút luôn, nhưng mà gọi là bút kẻ vạch và bút lấy dấu mọi người ha. Bút kẻ vạch là 35.000 đó. Con này thì cầm nó nặng lắm, tại vì thân nó là phun kim loại mà. Đó, thân phun kim loại. Cái đầu này đợt này nó cũng cải tiến rồi mọi người. Đầu này đợt này cũng cải tiến rồi. Thì mình nghĩ là Tết nhất đến nơi rồi thì mọi người lo cơm áo gạo tiền hoặc là đồ trang trí nhà cửa thôi, chứ không có ai làm về cái phần mộc, phần sắt nữa rồi. Nhưng mà thôi, mình cứ giới thiệu mọi người để đấy thì qua Tết mọi người xám được đúng không? Đây, cái này có hơi có răm tí. Rồi đây, cái mũi nó nhọn hoắc luôn mọi người này. Mọi người có thể đánh dấu trên bất kỳ loại vật liệu nào ha mọi người. Gạch, đá, gỗ, sắt, thép, thậm chí là thủy tinh ha mọi người ha. Thủy tinh đó, mọi người vạch lên là nó sẽ có vết hàn lại đó mọi người. Muốn cưa cắt thì mọi người làm, 35.000 một cây. Còn lấy dấu tự động bung tu này, cứ nhấn vô bề mặt nó lò xo nó đóng xuống cái cỡ 2-3 lần. Tùy vật liệu càng dày mọi người đóng càng nhiều cho mình ha. Đó, càng dày mọi người đóng càng nhiều. Đây mình ví dụ này. Đây ví dụ đây. Đó. Đó, hai phát thôi là lún có lỗ rồi ha mọi người. Thì mọi người kê cái khoan sắt vô thì đó, mọi người có thể coi này. Kê cái khoan sắt vô thì nó sẽ giữ định tâm cho mọi người. Đó, sẽ định tâm cho mọi người ha. Đó, hai lỗ thôi. Cái này sắt hộp mọi người, sắt hộp này khá là dày đấy. Hai lỗ thôi. Còn nếu mà sắt nó mà mỏng mỏng một tí thì mọi người nhấn một cái thôi là nó ăn rồi, như sắt hộp vuông thì mọi người ấn cái nó ăn rồi. Đó, con này thì mình bán 50 thôi mọi người. Rồi, đây. Sẵn đây thì có một số món cốt belly giới thiệu mọi người này. Cốt belly thì mình ôi trời quá trời luôn. 7749 món luôn. Đó. Cốt belly cho máy cầm tay. Máy cầm tay ha mọi người ha. Hoặc là máy router hay là máy phay mini cầm tay cũng được đó. Cái này máy mài cầm tay cốt ba này, miễn là cốt ba thì mọi người nhét vô được ha. Không bất kể là máy hơi, máy điện hay là máy pin, cứ cốt ba là nhét vô cho mình. Đó. Cốt ba thì ở đây mình có bộ 10 đầu mài, 10 đầu mài bằng đá ha mọi người. Đầu máy đá cốt 3 này, giá 30.000 10 đầu mà có 30.000 thôi, vậy là tính ra là một đầu có 3.000 thôi mọi người ha. Tính là quá rẻ luôn. Cốt 3. Đó. Nó gồm các chuẩn khác nhau mọi người ha, gồm chuẩn nhọn, chuẩn dẹp, chuẩn bẹt, chuẩn tròn bẹt rồi. Chung là rất là nhiều. Này thì mua về thì mọi người có thể lấy ra mọi người sử dụng ha. Đó, lấy ra làm một cái vật liệu gì đấy. Rồi đây này, bộ 5 đầu máy đá mini, thằng này thì rẻ hơn mọi người ha. 5 đầu mài mini, con này thì giá 25.000. Con này thì nó có cách chuẩn độc lệ hơn một chút, thành ra là giá nó sẽ thấp hơn không bao nhiêu mọi người ha. Cái chuẩn độc lệ hơn này, như là chuẩn tròn này. 25.000, bộ 5 miếng. Rồi đây là bộ 6 đầu cốt belly hợp kim. Hợp kim ha mọi người ha, hợp kim để mọi người mài đồ mỹ nghệ, rồi mọi người mài chạm trổ điêu khắc. Cái này thì gỗ cũng được mà mọi người xài sắt cũng được, nhưng mà cái này mình khuyên dùng nhôm đồng sắt ha mọi người ha. Đồ kim loại thì nó sẽ ngon hơn. Cái này mọi người xài đồ kim loại sẽ ngon hơn là đồ gỗ ha mọi người. Đồ gỗ thì nó khó là ăn, mọi người phải xài có cái loại khác. Đó. Đồ gỗ thì tí mình sẽ giới thiệu sau, còn cái này thì chuyên về sắt này mọi người này. Đồ kim loại này. Bộ 6 cây giá 35.000 ha mọi người ha. Các chuẩn nó khác nhau. Nó nhiều chuẩn lắm. Rồi đây là lưỡi cắt hợp kim đây, lưỡi cắt lưỡi mài hợp kim gồm 5 lưỡi ha mọi người ha, gồm 5 lưỡi. 5 lưỡi này thì khoảng là 5 lưỡi này chiều dài nó chắc mình nghĩ là khoảng là này nó bé à. Bé khoảng 50 sao ấy. 50 40 gì thôi. Nó cốt 3 ly, 5 lưỡi mài, vừa mài vừa cắt ha mọi người ha. Hợp kim thì vừa mài vừa cắt được, giá 30.000. Còn con này là cắt không này, con này là cắt và chuyên cắt gỗ nhôm. Chuyên cắt gỗ nhỏ nhôm. Đó, cốt belly bộ 5 lưỡi luôn. Thì các chiều nó sẽ gồm các chuẩn khác nhau.
từ 25 cho đến 80 cho mọi người ha. Các chuẩn khác nhau này. À, giá là không đến 80 đâu, con này mình nghĩ là khoảng 50 60 thôi. À, giá 20 thôi mọi người ha. 20. Cái này là đồ mỹ nghệ thôi mọi người ha, mọi người cắt đồ mỹ nghệ thôi. Còn cái này mọi người không thể nào mà mua một cái này về mọi người cắt một cái cành gỗ, một cái miếng gỗ như là to như cái ống tay mình được, là đó là điều sai ha mọi người ha, nó phản khoa học. Nên bé bé như vậy mọi người mua về mọi người cắt những cái khúc gỗ, khúc cây bé như đốt tay mình thì là quá ok, còn to to hơn thì thua, mọi người phải dùng máy lớn. Rồi, bộ 9 cây chổi cước này, cước là cước thép ha mọi người ha, cước thép thì giá là 50 này. Nó gồm các chuẩn khác nhau, nó gồm nhiều chuẩn lắm. Đó. Chuẩn xòe trụm rồi ngang tròn các kiểu thứ. Còn đây là cũng như vậy luôn, cũng gồm các chuẩn như vậy luôn, nhưng mà thằng này là dạng đồng ha mọi người. Đồng thì đắt hơn chút, giá 60.000 ha. Rồi, giới thiệu mọi người luôn, thằng này là mài này, mài dạng xoắn này mọi người này. Này chuyên mài gỗ này, chuyên gỗ, chuyên sắt thép. Đó, mọi người cái này thì nó có thể mài gỗ hơn thằng này, có thể mài gỗ ngon hơn thằng hợp kim này ha. Thằng này thì bộ này là bộ gồm bao nhiêu cây đây? Gồm 1 2 3 4 5 6. Gồm 6 cây ha mọi người ha. Bộ này gồm 6 cây. 6 cây mài điêu khắc gỗ mỹ nghệ, đồ sắt cũng được. Đó, giá 40.000. Chuyên gỗ đấy. Rồi bên này thì mình có đánh bóng đây, đánh bóng chổi. Nó có gồm 6 đầu, gồm 2 đầu lông cừu, gồm 2 đầu lông cừu này. Một đầu da, một đầu dạng bánh vải và một đầu nỉ ha mọi người ha. Đây. 2 đầu lông cừu, một đầu nỉ. Hai đầu lông cừu, một đầu vải và một bánh da. Đó, 40.000 cây. Này thì về mọi người có thể đánh được rất nhiều thứ luôn. Cứ đồ gì kim loại mà nó bị xuống màu xuống cấp đó mọi người cứ lấy cà neo là lấy lơ đây, mọi người cho cái vật liệu mọi người cần đánh rồi thì nó sẽ sang bóng mọi người ha. Đây đang đánh bóng đúng không? Đánh bóng thì đây sẵn đây mình giới thiệu mọi người hai bộ đánh bóng ở đây, mới về hàng luôn. Bộ 50 bánh nỉ đánh bóng đây, bánh nỉ thì nó có các loại khác nhau mọi người ha. Bộ 50 bánh thì bên trong đây họ tặng kèm cho mình ba cái cốt ba ly này cho mọi người xoáy vô này. Bánh nỉ này thì họ sẽ ăn từng đen ha. Họ xoáy đen vô cái đầu bánh thôi nên là không có chốt gì đâu, nó xoáy đen vô thôi mọi người ha. Gồm các chuẩn to lớn khác nhau. Đó, tròn tròn nhỏ này, tròn lớn này, tròn trung này. Rồi dạng hình con nhộng này. Đó, rất là nhiều loại luôn. Bộ 50 cái này mình bán 50.000 thôi mọi người ha. Tặng kèm ba đầu cốt ba ly. Đó cho mọi người chuyên đánh bóng sắt thép này nọ. Đồ lư hương đồng này nọ. Rồi, đây. Này thì là bộ 10 đầu đánh bóng lông cừu. Trên 10 đầu này thì nó sẽ tích hợp sẵn cho mình ra sẵn cốt hết rồi mọi người ha. Nó tích hợp sẵn cốt hết cho mọi người rồi. Đó, từng mỗi cây nào là mỗi cây đấy đều có cái cốt hết ha mọi người, nên là không phải lắp ra lắp vô như thằng kia nữa. Còn thằng này là cái loại lông cừu. Đó, lông cừu nó bồng hơn, nó mềm hơn. Đó. Rồi, bộ này giá là 55.000 đó mọi người ha. Lông cừu chuyên đánh bóng đồng lư hương này nọ. Đó. Ok. Rồi, ở đây luôn thì mình có cái 30 vòng nhém mài mini. Này là gip 80 mọi người ha, đồ mình là 80. Này thì trong đây họ tặng sẵn cho mình ba loại đầu này. Đầu nhỏ này, đầu trung này và đầu lớn này. Mỗi cái đầu này thì mọi người gắn vô cái nhém ha mọi người ha. Để mình minh họa cho mọi người coi luôn. Mình đang lấy trên tay mình là một cái đầu trung, một cái đầu tầm trung. Nó có một cái cốt ba. Đây thì có cái vòng cao su này. Đây thì mình sẽ lấy một cái miếng nhém tầm trung mình nhét vô cho mọi người coi này. Đó. Để đây, sau đó mọi người đẩy vô. Vướng cái găng tay rồi. Để đây này, sau đó mọi người đẩy vô. Đó là mọi người đã được một cái mài nhém rồi. Mọi người đã được một cái mài nhém rồi ha. Đó thì họ tặng kèm cho mình ba cái cây gồm cỡ tiểu, cỡ trung và cỡ đại. Tiểu, trung và đại thì họ tặng kèm thêm 30 cái miếng nhém tròn nữa. Nhém tròn thì nhém này thì họ sẽ tặng kèm 10 này 10 kia mọi người, 10 cái tiểu, 10 cái trung và 10 cái đại ha mọi người. Giá mình bán là 45.000 cái thôi. 45.000 cái. 45.000 một bộ chứ. Rồi, tiếp tục series. Đây. Dây cưa này bữa giờ thật sự luôn là bán cháy hàng, mình nhập bao nhiêu về không xuể luôn, mình nhập Bulosua, mình nhập cả thùng về mà vẫn không cung cấp đủ. Đó, cái này thì ban đầu tính nhập về bán chơi chơi thôi, nhưng mà thật sự là
thấy chức năng và hiệu nghiệm của nó cực kỳ cao luôn, mang lại đến cho mọi người cực kỳ là nhiều công dụng khác nhau. Mọi người có thể dùng để cưa cây, hoặc là mọi người khỏe khỏe thì mọi người dùng để cưa nhôm mỏng đó, cưa cây, cưa nhôm mỏng, cưa gỗ, cưa cành. Mọi người đi phượt, đi rừng đó, mọi đi rừng đi phượt mà mọi người muốn gọn gàng để trong ba lô đó, thì mọi người mua cái này về, mọi người để ba lô, thì mọi người cần nhóm lửa, mọi người cần củi, cần gỗ làm gì thì mọi người lấy ra mọi người cưa ha. Chiều dài mình phanh ra tối đa của nó thì mình đo thì khoảng là 70 đến 80, khoảng 7 đến 80 cm mọi người ha. Đó, đây thì nó có cái đầu móc cho mọi người, hai cái đầu vòng này cho mọi người nhét ngón tay vô, mọi người cưa này. Lưỡi cưa này thì có thể cưa được nhôm mỏng và gỗ ha mọi người ha. Giá 25.000. Rồi, bây giờ mình nhập thêm một cái loại khác về. Loại này thì mình nhập giá cao hơn chút nên mình sẽ bán cao hơn một chút ha. Loại này giá bây là 35.000. Nhưng mà thằng này mình thấy tiện một cái á, tiện hơn kia cái là cái thế tay của nó cầm thì dễ dàng hơn mọi người ha. Nó cưa nó tránh bị đau hơn. Nhưng mà chú bác mình về mình thiết kế làm sao cho cái bộ này này. Bộ này mình quấn vải quấn gì vô thì mình cầm nó cũng êm lắm ha. Đó, là mình đeo bao tay vô là nó êm rồi. Đó, còn đây này thì họ thiết kế cái này cho mình này. Đây, để mình trô ra. Họ thiết kế cái này thì mình cầm vô mình lâu nó sẽ không bị đau tay ha mọi người. Đó, mình kẹp vô như vậy này. Đó, mình kẹp vô như vậy, mình kẹp tay vô sau đó mình cầm, mình cưa thì nó sẽ không bị đau tay. Mọi người yên tâm là rất là cứng ha. Mọi người yên tâm rất là cứng luôn. Mọi người đừng có lo nó bị bung. Đó, rất là cứng luôn. Này có thể cưa đồ nhôm, nhôm mỏng hay là đồ gỗ, đồ gỗ đương nhiên rồi. Cái này thì đi rừng mọi người đi phượt, mọi người có ba lô thì cực kỳ tiện luôn. Đó, con này thì mình bán 35.000 đó mọi người ha, 35.000. Đây thì mình có nhập băng keo ni lông về mọi người này. Băng keo ni lông này thì chiều dài của nó là 3 m và chiều ngang của nó là 3 m và chiều dài của nó tối đa là 20 m mọi người ha. Cái này về mọi người có thể bọc lại các thứ để mọi người bọc tủ, bọc kệ, bọc giường này nọ lại cho mọi người thể sơn sửa lại nhà cửa mà tránh bị bụi hay là sơn nó răng lên ha. Đây thì này thì cái băng keo ni lông này nó có tích hợp sẵn luôn rồi. Mọi người nhìn vậy thôi mà một cuộn nó xài lâu đấy. Đó, cái này thì đây này. Mọi người phân ra như vậy để mình hướng dẫn ha. Trên đây là một lớp keo này. Lớp keo. Đó, mọi người xài đến đâu, mọi người cắt đến đấy. Đó, mọi người xài đâu mọi người cắt đến đấy này. Đó, khi mà băng ra thì chiều dài sẽ được 3 m mọi người ha. Chiều dài sẽ được 3 m và chiều ngang được 3 m và chiều dài tới đó, chiều dài tới sẽ được tối đa là 20 m ha mọi người. Đó, bọc một cái này không thì đó, mọi người coi này. Có thể dán đây. Dán đây sau đó mọi người phanh ra ha, nó còn mấy lớp trong đấy này. Dán xong mọi người phanh ra. Đó, cái này thì mình bán là 75.000 một cuộn mọi người ha. 75.000 một cuộn thôi. Hiện tại thì mình có khoảng hơn 30 cuộn. Đó. Cho mọi người về nhà, mọi người Tết mọi người muốn sửa sang nhà cửa, mọi người sơn lại đó. Mọi người sơn lại thì nó tránh bị văng cái mẹt sơn, cái hạt sơn lên ha. Rồi, hiện tại còn hơn 30 cuộn thôi mọi người. Mọi người nhanh tay ha. Ok, thì hôm nay mình giới thiệu mọi người ha. Hôm nay test thực tế trên xe luôn. Đây là cái đèn che nắng bên mình đang bán bây giờ đây. Thì một bộ này mình bán là 200.000 ha mọi người. 200.000 thì mọi người sẽ được tặng kèm một cái bạt che, một cái rèm che bên tài và bên phụ. Thì đây, bên trong của cái rèm che nắng này thì nó sẽ bao gồm một cái rèm che. Cái rèm này kích thước của nó là chiều dài là 70, ngang là 65 ha mọi người. Dài tổng thể là 1 m, dài là 70. Dài tổng thể khi mọi người banh đe đó thì nó sẽ là 1m65. Đó. Đây thì có một cái chốt cho mọi người đến đoạn cuối mọi người gài vô này. Thì đây trên của nó có hai, một cặp của nó sẽ có một cặp hít ha mọi người. Hai bên sẽ là bốn cái, hai cặp là bốn cái. Đó. Đây là cái phần móc đây mọi người. Đó. Bây giờ thì mình tháo ra này. Cái mặt trong của nó đó thì sẽ là một cái mặt gọi là cái mặt bạc này để tản nhiệt cho mọi người. Khi mọi người gắn trong xe hơi thì nó sẽ phản nhiệt lại cho mọi người đỡ bị nắng cái khoang xe ha. Bên mặt sau này thì sẽ là một cái phần màu xém nhám. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thực tế trên xe cho mọi người coi luôn ha. Ok, thì bây giờ mình đã gắn cái đèn che nắng vào bên ô tô này rồi ha mọi người. Thì mọi người có thể thấy nè, khi mà gắn vô thì nó cực kỳ là gọn gàng luôn ha. Đây là xe 4 chỗ, xe Chevrolet. Đó. Gắn vô cực kỳ là gọn gàng luôn. Cái khổ chiều dài là 70. Khi mọi người trô ra hết thì nó sẽ là 1m65 ha mọi người ha. Đó, vậy thì cực kỳ thuận lợi để mọi người che xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe 16 chỗ ok mọi người ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử mình gài vô này. Bây giờ thì bên này thì mình đã gài vô một cái gọi là chốt gài rồi. Thì mình sẽ kéo từ bên này qua. Đó.
mọi người sẽ kéo phần từ bên này qua, kéo qua, sau đó mọi người gài lên đó. Thì mọi người có thể coi này, nó bao phủ toàn bộ cái mặt kính lái trước luôn mọi người ha. Đó, bên trong thì nó cực kỳ là râm luôn. Thì cái này thì thích hợp cho mọi người gửi xe ngoài nắng, mọi người để xe ngoài nắng, mọi người đi đâu đó thì khi mọi người trở lại xe nó sẽ đỡ hầm cho mọi người, đỡ bị bắt cho mọi người ha. Đó, mặt bên ngoài này thì nó là một cái mặt bạc tản nhiệt đó mọi người. Đó, mặt bạc tản nhiệt này, thành ra là khi mọi người gắn rồi thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ phản nhiệt lại. Khi mọi người không xài nữa thì thả ra nó tự động trôi về ha, tự động trôi về này. Đó, mọi người chỉ cần để gọn gàng này thôi. Có nó gồm là hai cặp hít, đó, hai cặp hít gồm là bốn cái đó, thì nó hít cực kỳ chắn chắn luôn. Cái này thì mình tặng kèm lên cho mọi người này. Đây thì mình tặng kèm lên nè. Tặng kèm thêm thì mấy cái phần chốt này nó hơi rỉ ra một chút, thì đây là hàng tặng kèm nên là mọi người thông cảm ha. Nó cũng không có vấn đề gì hết đâu, xài thì vẫn là ok. Đó, vẫn đẹp. Cái này thì cho mọi người gắn cửa bên bên tài bên lơ này mọi người này, gắn cái hai cửa hông này. Đây thì nó tặng kèm cho mình một cái miếng hít này, mọi người cứ gài vô. Cứ gài vô sau đó mọi người hít lên là ok ha. Đó, không xài nữa mọi người gỡ ra. Đó, cái này mình tặng kèm ha mọi người. Đó. Một bộ như vậy mình bán là 200.000, tặng kèm thêm một cái này ha. Và mình cam kết luôn bao cho mọi người là giá sàn, giá thị trường luôn. Đó. Ở ngoài họ bán 180, 200, 201 một cái, nhưng mà chỉ là một cái rèm như vậy thôi, họ không tặng kèm cái này đâu. Cái này thì hàng này hàng tồn kho, mình để cũng lâu rồi, thành ra nó bị reset ha. Thì cái này mình tặng kèm thêm nên mình không lấy tiền mọi người, chỉ bán luôn một bộ này. Đây, một bộ này giá là 200.000. Và mọi người lưu ý là 200.000 chưa bao gồm phí ship ha mọi người ha. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Thế mọi người coi ha, nếu mà xe để ngoài nắng như vậy thì đúng là mỗi lần mọi người ra thì khoang xe cực kỳ là nóng luôn. Đó, vậy thì nó cực kỳ là hư hại những thiết bị bên trong, thiết bị điện tử bên trong, nó hầm đó. Thì đây, đó, mọi người có thể coi nè. Đó, bây giờ thì mình đã gắn lại, mình che đem lại như vậy rồi. Đó, mọi người có thể coi ha, nhìn nó bên trong nó mát mẻ vô cùng luôn á. Cái phần mặt ngoài thì nó phản được nhiệt ra cho mọi người. Đó, khiến cho nó đỡ bị ấy. Khi mọi người không xài nữa, mọi người có thể gạt vô như vậy ha. Đó, mọi người gạt vô như vậy nè. Rồi để yên mọi người chạy như vậy luôn. Đó, xài thì mọi người kéo ra. Rồi, đây thì mình xin giới thiệu với mọi người, đây là một chiếc mặt nạ bảo vệ ha mọi người ha. Lưu ý là một chiếc mặt nạ bảo vệ thôi, chứ nó không có phòng chống cái gì đâu. Bảo vệ mọi người cái gì? Bảo vệ mọi người như là mọi người đi đi đường xa này, mọi người vừa đỡ khói bụi này, mọi người vừa đỡ bụi vô mắt, vô mũi này. Thứ hai là mọi người buôn bán vệ sinh thực phẩm, đó, buôn bán đồ ăn, thực phẩm, nó sẽ vệ sinh an toàn cho mọi người hơn. Cái thứ ba đó là mọi người làm cơ khí, làm mộc, mọi người cưa gỗ, mọi người cắt sắt. Ví dụ mọi người cắt sắt đúng không? Mọi người cắt sắt thì nó sẽ văng cái mạch sắt lên. Đó, có thể nó sẽ bắn vào mắt, hoặc là mọi người hít vô nhiều thì nó sẽ nguy độc hại phải không? Thì đây, cái này thì nó sẽ hạn chế được cho mọi người ha, hạn chế về cái phần mà cắt sắt cái mạch mẹt bắn nó răng. Đó. Nó sẽ bảo vệ cho mọi người nguyên một phần má luôn. Từ chén này, từ chén vòng que thái dương, vòng xuống má và đến cằm sẽ bao bọc hết trọng mọi người nguyên một cái khuôn mặt mọi người ha. Còn đầu thì mọi người có thể đội nó bảo hiểm hay gì thì mình không biết. Đó. Cái này cái hay của nó nữa, mọi người có thể dùng được là đi bắt ong ha mọi người ha, đi lấy mật ong. Mật ong thì thấy chú bác mình chuyên bắt ong đó, mọi người hay đeo một cái nón, một tấm lưới phủ xuống. Và cái này thì cái đó thì nó hơi bị hạn chế tầm nhìn. Cái này thì nó sẽ tầm nhìn nó sẽ được bao quét và sẽ được rõ hơn mọi người ha. Đây thì là một cái kính dạng kính mica mà nó chống hấp hơi mọi người. Cái này thì mình đã test thực tế rồi, có xe mình nói vậy ha. Mình đã test trong môi trường lạnh, trong môi trường nóng và trong môi trường mà mình thở ra gọi là cái nhịp thở mình rất là nhiều mà nó không hề bị bám hơi lên cái mặt kính mọi người ha. Khiến những cái đồ loại rẻ tiền, cái kính rẻ tiền thì khi mà mọi người đeo khẩu trang lên, sau đó mọi người đeo kính lên thì nó sẽ bị hấp hơi. Đó là điều đương nhiên, nhưng mà kính này thì nó lại ngược lại. Mình đã thử thở bằng mũi, thở bằng miệng, mình hà hơi ra bằng miệng nhưng mà cũng không cho mình không khiến cho nó bị mờ kính mọi người ha. Mình cam kết luôn, tại vì bây giờ mình đang quay đây mình không có test cho mọi người được. Cái này thì nếu mọi người muốn coi thì mình sẽ test riêng cho mọi người ha. Kính này sẽ không hề bị mờ cho mọi người, không bị bẹp. Cái hay của nó nữa thì mọi người có thể dùng đi bắt ong này. Bắt ong thì cái này mọi người đừng có lo là khó thở ha, tại vì đây, cái này đeo vô tạm đi, đeo vô cho anh nước canh đi. Đây thì mình trước tiên mình báo giá trước ha. Con này thì mình xin báo giá cho mọi người. Cái kính như vậy mình để mọi người giá là 58.000 thôi mọi người, 58.000 một cái thôi. Đó. 58.000, các shop ở Việt Nam không ai bán loại hàng này đâu. Các shop Việt Nam không ai bán cái hàng độc này đâu. Này thì
bên dưới đây nó có những cái lỗ đục tổ ong nha mọi người này. Cái này thì mọi người không có lo đến việc mà mình bị thiếu oxy ha. Đó, mình đeo vô mình thở vẫn là rất bình thường luôn. Đó, đeo vô thở vẫn rất bình thường. Cái này thì mọi người có thể đi đường xa, chống bụi, chống bụi bặm này, rồi bén đồ ăn thực phẩm mà cần độ vệ sinh cao thì mọi người có thể đeo cái này lại. Đó, đeo cái này lại. Hoặc là cái này mọi người đi làm đồ cơ khí, đồ mộc đó, mọi người đeo cái này lại, tránh cái mệt nó văng vô mặt, vô mắt, vô mũi cũng được. Đó. Hoặc là mọi người mài cước đó, mài cước thì nó bắn nhiều, cái đấy nguy hiểm. Mọi người có thể xài cái này ha. Này là một lớp mica trong suốt luôn. Đó mọi người coi này. Lớp mica trong suốt thôi. Tại vì mình đang quay ban ngày nên là ánh sáng nó bị hắt vô. Đây là nó sẽ bị mấy cái phần như là phần ống lại mọi người thấy không? Phần ống lại này. Đó phần ống rồi, tại vì ban ngày mình đang quay clip. Đó. Không hề bạc á, so với bên ngoài thì nó như nhau. Đó. Mình thử hè hơi vô mọi người này, mình thử hè hơi trực tiếp trên trên camera thôi. Đó, không hề thay đổi gì luôn. Đó, không hề bị bạc mọi người ha, không hề bạc. Đó, cái này thì nhựa mica này có thể uốn dẻo mọi người này, không gãy mọi người ha. Đó, có thể uốn dẻo này, có thể bóp lại này. Đó, đây thì lớp cao su, sau này có một lớp dây đai thun mọi người đeo vào đầu này, có thể tăng chỉnh tùy cấp độ đầu to đầu bé ha. Đó, đây lớp cao su này, cao su dẻo đây, cao su dẻo đây. Đó, có rất nhiều lỗ thông hơi thoáng khí mọi người luôn, nên mọi người yên tâm khi mà đeo vô thì nó sẽ không bị bí. Đó. Mọi người coi này, đó, bóp thoải mái, bóp luôn, không bể là không bể. Đó, mica dẻo mọi người ha. Đó, băng đa bóp này, đủ thứ các kiểu luôn. Đó, loại giòn ha, loại dẻo ha mọi người, không lo bể đâu, không lo bị nó gấp khúc, bị gì hết. Đó, cho mọi người coi sơ của anh Mena Canh đây. Đó, cái phần mặt của mọi người thì nó sẽ cách đây khoảng một khoảng cách nhất định này, để mình kéo gần lại xem. Đó, cái phần mặt anh mannequin so với cái kính thì nó sẽ cách một khoảng cách nhất định. Và khi mà cái mũi của mọi người đó nó sẽ hướng thẳng trực tiếp vô cái phần đuôi mọi người, cái phần lỗ tổ ong đó, cho mọi người lấy không khí trực tiếp từ đây. Thành ra là nó sẽ không có bí cho mọi người ha. Cái này thì mannequin do là cái khuôn họ đổ không có chính xác bằng con người, nên là mọi người đeo thì nó sẽ bị hơi hở đây này. Còn khi mà mặt mình đó, mặt mình hơi mập, mình đeo vô thì nó khinh khịt luôn mọi người. Đó, đeo đúng là như vậy này, đeo vô khinh khịt luôn. Đó. Rồi, con này báo giá mọi người lần nữa ha, 58.000 thôi, chỉ 58.000 một cái. Kính mica có thể bảo vệ được khuôn mặt của mình. Tùy trường hợp mọi người cần làm cái gì ha. Đó. Rất là hay. Mặt sau này. Mặt sau. Kính này vừa chống hấp hơi, vừa chịu đựng được độ đàn hồi tốt này. Đó, độ đàn hồi của nó rất là tốt luôn. Đó. Và hai cái nữa là của nó khó bị bạc màu mọi người ha, khó bạc màu và khó chảy. Và hai cái đó mọi người coi, không hấp hơi và có độ đàn hồi tốt. Đó, banh đa banh rô rất là ok. Rồi, một cái này mình bán 58.000 thôi mọi người ha, có thể áp dụng được trong rất nhiều công việc. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình xin giới thiệu đến cho mọi người, đó là một cây này gọi là cây gậy thần thánh nha mọi người. Cây này gọi là cây gậy thần thánh thì cái này sử dụng trong trường hợp gì? Trong trường hợp mà khi mà các chú các bác mình làm rớt một cái vật kim loại nó có thể hít được với nam châm thì mình có thể hít lên mọi người ha. Như là mình ví dụ như mình đứt một cái con ốc vô góc kẹt mà mình không làm sao mình lấy được, thì đây đã có phương pháp, biện pháp rồi mọi người ha. Một cái cây này gọi là cây hít ốc ha mọi người, hít ốc trong tư thế góc hẹp. Đây, một cây này thì mình báo giá mọi người trước ha. Trước tiên là báo giá là một cây này mình bán là giá 60 ha mọi người. Đó, 60. Một cây ốc dài 5 tấc 3, đúng rồi, một cái ốc dài từ chuôi cho đến đầu luôn là 5 tấc 3. Nam châm nó thì xả nam châm to mọi người ha, so với đầu ngón của mình thì nó rất là to. Đó, nó xả nam châm to này, to thành ra hít được con vít khá là to đấy. Ở trên mạng thì họ bán cái loại 3 tấc 3 tấc rưỡi 4 tấc, nhưng mà giá họ bán thì cũng 50.000 thôi. Cái này thì mình kiếm được cái chỗ nhập rẻ, thành ra là mình bán giá 60.000 thôi. Giá này thì mọi người kiếm một cây 5 tấc 3 5 tấc rưỡi, một cây 60.000 cũng hơi khó ha. Đây, nhưng mà shop Minh Anh mình có cung cấp hết cho mọi người ha. Riêng cái cây này thì nó chỉ có ưu điểm thôi, chứ mình thì chưa thấy nhược điểm của nó đâu. Ưu điểm của nó thì rất là nhiều. Thứ nhất là nó dài, mình nhập cái dài về cho mọi người xài luôn. Tại vì nếu mà ngắn ấy, thì nó nhiều khi gặp các ngóc sâu thì nó không đủ. Còn nếu mà thằng này thì nó dài, có thể xài được cho ngắn lẫn cho những góc sâu mọi người ha. Những góc hẹp thì mình chỉ cần nhét một chút thôi,
là nó hút được rồi. Còn ngóc dài thì cái này có thể trị được rồi ha mọi người. Tại vì mình nhập cái này là có lý do hết. Trong một ngày đẹp trời đó, mình đang sửa con máy hơi của mình, thì cái đầu piston á mọi người, cái đầu piston nó là một cái trái như vậy này, nó sâu xuống như vậy, thì chẳng may mình làm rớt một con ốc bù lông, ốc siết nắp piston, thì mình làm mọi cách luôn, cho dù có kìm nhọn hay là kìm gì đi chăng nữa, tô vít, thì mình không thể nào mà hít nó lên được. Tại vì mọi người biết là cái cục piston nó rất là bé đó, trong cái hốc của nó thì không thể nào mà nhét cái bàn tay vô được đó. Thì bắt buộc là mình phải lên mạng kiếm, mình kiếm cái đồ hút ốc. Thì sau một đêm đợi hàng nó về thì mình lấy ra mình hít, mình cua qua cua lại vài cái để xem nó ở đâu, thì nó đã hít cái bụp, nó hít cái bụp lên rồi ha. Thì mình thấy ồ, nó hiệu quả quá, thấy nó cực kỳ là hiệu quả luôn, thành ra là mình mới nhập về và mình bán cho các chú bác đó, mình cung cấp đến cho các chú bác. Thì một cây này mình bán giá 60 mọi người ha, nó có thể uốn cong được tất cả mọi loại tư thế nếu mà mọi người muốn. Mình thí dụ ha, đây uốn cong các loại tư thế mọi người muốn, thế nào cũng được, thế chữ V, chữ O hay là chữ K, chữ gì cũng được ha. Mọi người uốn vào cái thế mà mọi người cảm thấy con ốc mọi người ở cái góc đấy đó, thì mọi người uốn giúp mình. Đây thì ở đây mình đã thử hít sẵn mấy con vít này, đấy, sẵn mấy con vít này đó, cực kỳ là khó rơi luôn ha mọi người ha. Nam châm này con nó hít mạnh lắm, tại vì cái nam châm này cái bản nó to, còn đợt trước là mình nhập ở nhà mình cơ, là cái bản nó bé hơn chút đó, hít mạnh lắm ha. Đó, bây giờ thì mình thử thách vài món vào trong cái hốc để mình test cho mọi người coi nhé. Rồi thì mình đang ví dụ ha, mình đang ví dụ, lấy cái ví dụ là đây là một cái hốc ha mọi người ha, một cái hốc sâu và nó không thể nào lật ngược lại được. Thì bây giờ mọi người làm sao để lấy được con ốc đây, cho nó sâu hơn đi, cho con thêm cái này lên, thì làm sao để mọi người lấy được con ốc này đó. Bây giờ thì có cái cây này, mình sẽ thọc vô mà mình lấy thử cho mọi người coi ha. Đây bây giờ mình hít vô này, thọc xuống đây, hít vô, một con vít nó đi lên, hai con luôn đó, phát một hai con luôn ha. Bây giờ mình thử hít cái đầu hơi này, đầu hơi lên này đó. Đó, cái một lên luôn ha mọi người ha. Lực hít của nó rất là mạnh nên là cái này không nhầm nhò với nó đâu ha. Mấy con ốc li ti này thì đúng là không có gì nhầm nhò với nó hết. Huống chi là mấy cái đầu hơi này đó mọi người coi này. Bây giờ thì mình thử test cái lực hít của nó cho mọi người coi ha. Rồi thì ở đấy có một cây kìm bấm chết nè mọi người này. Kìm bấm chết mỏ vịt ha. Cây này thì sẵn đây BR luôn. Bên mình bán cây này 130.000. Thì đây mình kiếm được một cái điểm này, gọi là điểm hít nó hợp lý so với cái cây nam châm này, nên là mình sẽ thử hít cho mọi người coi về cái độ hít của nó như thế nào. Cây này không nặng khá khá mọi người ơi. Đó, khá khá đấy. Đây. Đây ha. Đó, mọi người coi không hề có keo, không hề gì ha. Đó, nó hít được cả cái cây kìm bấm chết như vậy thì mọi người nghĩ coi, cái con vít thì nó hít một cái một là nó lên thôi. Đó, thành ra là mọi người không phải này. Mọi người không phải đắn đo về cái vụ mà nam châm của nó ha, nam châm nó là hít cực kỳ mạnh rồi. Đó, chiều dài của nó là chiều dài 5 tấc 3 ha mọi người. Chiều dài 5 tấc 3 này. Có thể uốn đủ mọi hình thù cho mọi người luôn, bất kể con vít đang ở trạng thái nào. Đó, đang ở trạng thái cái ống hay là cái lỗ nó như thế nào thì mọi người vẫn có thể vặn được cho mình ha, vẫn có thể hít được cho mình ha. Đó, hoặc có thể uốn thành hình con rắn, uốn đủ thứ kiểu hết, uốn hình chữ M này. Đó. Đủ kiểu luôn, uốn thẳng lại trở lại như cũ này. Đó. Ok. Rồi uốn cong này, kiểu gì cũng được ha mọi người ha. Nói chung là mọi người mua cái này về là không sợ ốc vít nó rớt trong kẹt nữa, miễn là đổ kim loại thì nó sẽ hút được lên được hết. Rồi thì mình báo giá lần cuối là con này giá là 60.000 cây mọi người ha. Đó, tay bọc cao su luôn này. Rồi thì video đến đây cũng khá dài rồi mọi người, thì mình xin kết thúc tại đây ha. Thì video này có thể là video cuối cùng trong năm nay rồi. Thì sang năm mới, shop đồ nghề Minh Anh xin chúc đến quý cô chú chị em là một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ha mọi người. Đó thì shop mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong một năm qua đã luôn ủng hộ bên shop mình. Đó, đã luôn kề vai sát cánh cùng shop mình ha, đã luôn ủng hộ đặt hàng, và sang năm mới mình sẽ cố gắng mình nhập những mặt hàng khác và đáp ứng đến nhu cầu của cô chú chị em nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau Tết ha mọi người ha.